Chào các bạn, ở đây mình có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Apple, QuickTake 200 nguyên hộp luôn. Thì cái QuickTake 200 này là cái phiên bản QuickTake cuối cùng của Apple. Apple phát triển máy ảnh kỹ thuật số từ năm 94, tức là cái thời mà Steve Jobs bị đuổi ra khỏi công ty của Apple. Và trong thời gian đó Apple phát triển rất là nhiều thứ vớ vẩn, trong đó có cái QuickTake là một trong những cái camera kỹ thuật số đầu tiên của thế giới. Nhưng mà cái phiên bản 100 cơ, đây là phiên bản 200 rồi. Nó có phiên bản 100, phiên bản 150 và phiên bản 200. Thì các bạn thấy thì hình dáng của nó cơ bản nó giống như cái máy kỹ thuật số bây giờ, gồm những thành phần tương tự. Mình sẽ nói về nó sau. Bây giờ mình xem là chúng ta có cái gì trong hộp. Chúng ta có một cục adapter để mà cắm cái này vào trong máy và sử dụng, không cần phải pin. Chúng ta có một cái sợi dây USB với cái đầu vuông mà các bạn hay thấy ở máy in hay là máy scan để dùng với cái đầu đọc thẻ này. Cái đầu đọc thẻ này là đọc thẻ Smart Media do Fujifilm phát triển. Và cái máy ảnh này cũng là do Fujifilm làm cho Apple. Apple không sản xuất gì cả mà hầu hết là đi nhờ người khác gia công. Đây là cái thẻ kèm theo máy, có dung lượng là 2MB, chứa được khoảng 30 tấm hình. Cái máy này nó có dung lượng là 0,3 megapixel. Đây. Và đây chúng ta còn có một cái sợi cáp để nối ra TV. Và một sợi cáp để nối cộng hình ra TV khác, kiểu khác nữa. Cái này là ép video, này là hoa sen. Và chúng ta có một cái phụ kiện khá là hay, đó là cái viewfinder cánh rời. Đây là chiếc QuickTake 200. Thì nó được bắt đầu bán ra từ năm 97, sau đó là khi mà Steve Jobs về thì nó cũng bị dẹp luôn. Thì các bạn thấy là nó có cái kết cấu tương tự như là một cái máy ảnh hiện đại bây giờ, gồm có ống kính ở đây, bên này là cái phần bán nhô lên để chúng ta cầm dễ hơn, nó cũng là cái phần để mà có chức năng pin cũng như giữ thẻ nhớ. Thì các bạn mở ra cái thẻ nhớ dùng nó thẻ Media Smart thì nó khá là lớn nhưng mà nó mỏng, ở trên đây nó có logo của Apple. Nhìn nó tương tự như một cái sim vậy. Dung lượng của cái thẻ này là 2MB. Nó có một cái chấm tròn ở đây để chúng ta muốn không muốn xóa thì chúng ta dán vào đây. Bỏ thẻ vào, đóng cửa lại. Ở đây chúng ta cầm khá là chắc chắn. Bên tay trái của máy thì chúng ta có những cái cổng kết nối. Chúng ta có cổng ra digital này, cổng ra S video, ra TV, cũng như cổng ra video bình thường ở đây. Và có một cái jack cắm nguồn điện ở đây. Ở mặt sau thì chúng ta có cái màn hình LCD. Màn hình này khoảng chừng 2 inch. Và nó có cái công tắc ở đây. Trên đỉnh của máy các bạn thấy là chúng ta có cái nút chụp hình ở đây. Và nút gạt qua các chế độ khác nhau. Nút cộng trừ, cái nút này mình không biết là gì. Ở bên này chúng ta có nút mở khẩu và đóng khẩu, cũng như các chế độ chụp cảnh, người, chân dung cũng như là macro. Đây. Phía sau thì các bạn thấy là nó có ghi chú là QuickTake được làm ở Nhật Bản, QuickTake 200. Ở đây có nút tăng giảm cái độ sáng màn hình. Cái máy này nó còn chạy được. Mình sẽ bỏ pin vào để các bạn bốn cục pin. Đến bây giờ vẫn có những cái máy ảnh họ sử dụng pin tiểu như vậy. Giờ mình sẽ mở máy lên. Các bạn thấy là cái màn hình nó đã đang tự động chạy cái hình chụp trước đây. Và chúng ta có một cái viewfinder gắn lên đây. Đang để chế độ chụp hình. Mình có thể chụp. Đó, chỉ cần bấm nhẹ là nó đã chụp rồi. Vậy các bạn thấy là nó load khá là lâu. Chúng ta có thể gạt qua chế độ coi hình ở đây. Đây.
tăng giảm độ sáng màn hình LCD ở đây. Ngắm ở đây để chụp, để mình sẽ chụp thật tấm nhau. Rồi. Apple trong thời kỳ mà không có Steve Jobs họ làm rất là nhiều sản phẩm, có cả máy in, máy chụp hình, tùm lum thứ.